Chào các bạn học viên, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên, là chuyên gia về Digital Marketing. Và trong series khóa học về Facebook Marketing, quảng cáo và bán hàng trên Facebook phiên bản 2023. Video này thì tôi sẽ hướng dẫn sơ bộ các anh chị và các bạn cái cách để đo lường, đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo Facebook nói riêng và quảng cáo trực tuyến nói chung. Đấy. Thế thì đầu tiên ấy, là chúng ta cần làm quen với một số những cái thuật ngữ, một số những cái chỉ số. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào trình quản lý quảng cáo để chúng ta xem. Hoặc là chúng ta cũng có thể cài trên điện thoại của chúng ta cái ứng dụng có tên là Ads Manager, Meta Ads Manager. Thì hiện nay công ty mẹ của Facebook nó đổi thành Meta. Thì chúng ta tìm cái từ khóa là Meta Ads Manager thì chúng ta sẽ có thể xem các chiến dịch quảng cáo của chúng ta ở trên điện thoại cũng rất là dễ dàng. Ok, đầu tiên là các chỉ số. Thế thì đây là một số những cái chỉ số cơ bản nhé. Cơ bản có nghĩa là nó không phải là đủ hết, nhưng mà trong chạy quảng cáo Facebook thì mình quan tâm đến những cái này. Thứ nhất là số lượt hiển thị. Trong số lượt hiển thị này thì chúng ta sẽ có là cả số lượt hiển thị trả phí và số lượt hiển thị tự nhiên. Nếu như fanpage của chúng ta mà làm nội dung tốt thì chúng ta sẽ có số lượt hiển thị tự nhiên rất nhiều, và đó cũng giúp cho chúng ta có được cái cơ hội bán hàng mà không phải trả thêm phí. Hoặc là nội dung quảng cáo của chúng ta có những cái lời kêu gọi hành động là chia sẻ nội dung, chia sẻ bài quảng cáo, hãy tag bạn bè của mình vào, ví dụ như thế, thì cái khả năng chia sẻ của mình sẽ có được thêm những cái lượt hiển thị mà không phải trả phí. Thì mình quan tâm đến lượt hiển thị là mình hiển thị được bao nhiêu. Số lượt hiển thị này nó không tương đương với số người mình tiếp cận nhé. Bởi vì có người thì có thể được hiển thị nhiều lần. Đấy. Cho nên là số lượt hiển thị là thể hiện là giống như tờ rơi, tôi đã phát bao nhiêu tờ rơi. Nhưng mà có một người, người ta có thể là sẽ nhận 5 cái tờ rơi, 7 cái tờ rơi là chuyện bình thường. Đấy. Thứ hai là CPM, tức là cost per mile, tức là giá của 1.000 lượt hiển thị. Đấy. Thường ấy, thì khi mình chạy quảng cáo, nếu như CPM của mình bị cao thì có nghĩa là mình tiếp cận được ít. Đấy. Mà CPM của mình mà giá cao mà tiếp cận của mình ít thì mình rõ ràng là mình bị đắt. Đấy. Mình đi phát tờ rơi nhưng cùng với một số tiền thì mình phát được ít tờ rơi hơn. Hay đúng hơn là số lượt hiển thị quảng cáo trên một đơn vị tiền của mình là thấp. Đấy. Thì mình bị thiệt hại, mình bị thiệt hơn so với mọi người. Đấy. Cho nên là khi mình chạy cái nhắm chọn quảng cáo là nó rộng hay hẹp. Đấy, rồi cái fanpage của mình nó uy tín hay không, nó có tích xanh hay không, nó có nhiều like hay không. Đấy, nội dung quảng cáo nó có hấp dẫn hay không, hình ảnh nó có thu hút hay không. Đấy, chương trình bán hàng nó có sốc độc lạ hay không, đúng không? Thì nó sẽ làm cho cái CPM của mình cao hay thấp. Và CPM bình quân, thí dụ như hiện nay nó khoảng độ 20.000 cho một CPM. Đấy, hoặc là 30.000, 50.000, nếu mà mình chạy 100.000 một CPM chẳng hạn, thì nếu mà mình chạy tin nhắn thì cái tương tác nó sẽ đắt hơn một chút. Thế nên là cái CPM ở đây thì nó mình phải chia ra là CPM hiển thị hay là CPM tương tác. Nếu như CPM hiển thị thì mình sẽ hiển thị được nhiều hơn, còn CPM tương tác thì nó sẽ bị đắt và hiển thị nó sẽ được ít hơn. Đấy, hoặc là mình chạy CPM nhưng mà lại chạy chuyển đổi thì cũng lại một cái giá thầu của CPM cũng khác. Ok. Tiếp theo là CTR, tiếng Anh là click through rate, tức là tỷ lệ nhấp vào quảng cáo. Thế thì CTR thì sẽ bằng số lượt nhấp vào quảng cáo chia cho 1.000 lượt hiển thị. Vậy tỷ lệ nhấp càng cao thì chứng tỏ là người ta thích cái quảng cáo của bạn. Và cái sự thờ ơ của mọi người với quảng cáo của bạn là ít hơn. Họ thích, họ muốn nhấp, họ muốn xem, đúng không? Vậy cái CTR này nó tác động bởi cái gì? Thì cái CTR này nó sẽ tác động bởi, thứ nhất là cái nội dung bao gồm hình ảnh hay video hay thông điệp quảng cáo. Thứ hai là nhắm chọn có đúng mục tiêu hay không, đúng không? Thứ ba là cái yếu tố mùa vụ. Đấy, thứ tư là cái nhu cầu của khách hàng tại thời điểm hiện tại, vân vân. Thế thì cái CTR này là nó thể hiện rằng là cái hiệu suất của nội dung của quảng cáo và nhắm chọn là rất nhiều. Đấy. Vậy CTR càng cao thì mình sẽ thu được nhiều tương tác. Nếu mình chạy tin nhắn thì mình sẽ thu được nhiều tin nhắn. Nếu mình chạy truy cập, nó sẽ thu được nhiều truy cập. Đấy. Nếu mà mình chạy khách hàng tiềm năng thì mình sẽ thu được nhiều khách hàng tiềm năng.
Bởi vì cái khả năng là chuyển đổi từ lượt nhấp quảng cáo, lượt xem quảng cáo đến để lại thông tin khách hàng là cao hơn. Nếu như CTR thấp chứng tỏ rằng là mình đi phát tờ rơi nhưng không ai buồn xem vì tờ rơi xấu quá, phát vào lúc giữa trưa nắng người ta đang vội đi, ví dụ như thế thì người ta sẽ không buồn xem. Thì mình phát được tờ rơi thì chính là lượt hiển thị. Đấy, mà giá tiền mình phải trả thì chính là CPM. Nhưng mà người ta không chịu xem thì đấy chính là CTR. Đấy, các bạn có thể hiểu nôm na như thế. Vậy câu hỏi là làm thế nào để tăng được CTR lên, đúng không? Đấy, thì tăng CTR thì cũng giống như là giảm CPM thôi, là cũng phải tập trung vào nội dung quảng cáo, thông điệp quảng cáo, hình ảnh quảng cáo, chương trình bán hàng, đấy, rồi yếu tố mùa vụ, rồi nghĩ ra những cái phễu bán hàng. Rồi tiếp theo là CPC, là cost per click, tức là giá cho một lượt hiển thị nhấp vào quảng cáo đấy. Thì ví dụ như mình chạy dạng truy cập web hoặc là chạy chuyển đổi thì một lượt nhấp vào quảng cáo thì sẽ được tính phí, thì đó chính là CPC, là một lượt nhấp vào quảng cáo hay một lượt click vào quảng cáo. Vậy cũng tương tự như vậy, nếu mà giá thầu mà đắt thì chứng tỏ quảng cáo của bạn không hiệu quả hoặc là kém hiệu quả hơn so với giá thầu rẻ. Vậy làm thế nào để CPC rẻ? Thì CPC rẻ thì nó phải có nhiều click, nó sẽ liên quan đến CTR. Đấy, CTR cao thì giá thầu sẽ rẻ, được chưa ạ? Vâng, CR đây là không phải Cristiano Ronaldo đâu, mà CR đây là conversion rate, tức là tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi là từng bước trong quá trình mua nó sẽ có tỷ lệ chuyển đổi. Thí dụ như là chạy quảng cáo có hiển thị click thì là có tương tác xong thì nhắn tin xong thì trò chuyện xong thì cho số điện thoại. Đấy, thì từng bước như vậy chúng ta gọi nó là một chuyển đổi, một chuyển đổi, một chuyển đổi. Và cái chuyển đổi cao nhất chính là chuyển đổi thành đơn hàng thành công, quyết định mua sản phẩm là gì, số lượng như thế nào, size số ra làm sao, đơn giá bao nhiêu tiền, vân vân. Đó. Nếu mà chúng ta chạy tin nhắn, chạy chiến dịch tương tác tin nhắn thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến giá của một tin nhắn. Giá của một tin nhắn thì cũng chưa nói được là giá rẻ hay giá đắt thì sẽ hiệu quả, nhưng mà nếu như mà giá một tin nhắn rẻ thì cái cơ hội mình trò chuyện với khách hàng nhiều hơn. Và cái quan trọng là phải có tỷ lệ chuyển đổi, sau khi chuyển đổi thành công thì nó là đổi thành tỷ lệ chốt đơn. Đấy, thí dụ như là 10 tin nhắn mình chốt được 2 đơn thì tỷ lệ chốt đơn là 20%. Hay là mình chốt được 3 đơn thì tỷ lệ chốt đơn là 30%. Đấy. Thì từ cái chỉ tỷ lệ chốt đơn như vậy thì nó mới nói đến cái chi phí của một đơn hàng thành công. Chi phí của một đơn hàng thành công thì mình lấy tổng số tiền quảng cáo, mình chia cho tổng số đơn mình thu được trong ngày hôm đó. Thì ví dụ mình chạy 1 triệu, mình thu được 10 đơn thì chi phí một đơn là 100 nghìn. Và lợi nhuận của một đơn chỉ cần lớn hơn chi phí là mình sẽ làm. Lợi nhuận của một đơn lớn hơn chi phí là mình sẽ làm. Cho nên trong quảng cáo Facebook ấy, là tôi rất quan tâm là đầu tiên là sản phẩm gì. Đấy, cái mức độ phổ biến của sản phẩm, cái khả năng bán hàng của sản phẩm, cái biên độ lợi nhuận của sản phẩm, đấy, của học viên của tôi, của những người mà tôi chạy. Đấy, rồi thì từng sản phẩm và dịch vụ thì nó sẽ có những cái tiêu chí đo lường khác nhau. Ví dụ như là mình làm cho nhà hàng thì mình lại không thể đo là bao nhiêu tiền một tin nhắn như thế được, đúng không ạ? Mình lại phải đo là ngày hôm nay mình chi bao nhiêu tiền và doanh số đến nhà hàng là bao nhiêu khách, thu được 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 100 triệu doanh số, ví dụ như thế. Thì cái đấy là chúng ta thấy đấy là các cái số liệu mà tôi muốn chia sẻ. Thế còn ở đây, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Chạy mỗi một chiến dịch có cái thì 26.700 cái, thì lại 11.500 cái, thì 33.000 cái, thì 21.000 cái, thì 19.000. Thì các bạn sẽ thấy là nó đắt hay rẻ thì nó phụ thuộc vào cái bài đấy, cái sản phẩm đấy nó có hấp dẫn hay không, cái chương trình khuyến mại đấy nó có hấp dẫn hay không, tùy vào từng bài. À, cùng một thời điểm thì đã là tùy vào từng bài đấy, mà cùng một bài thì cũng tùy vào thời điểm. Đấy, thời điểm ví dụ như trước 30 tháng 4 người ta đi nghỉ lễ, người ta mua đồ rất nhiều thì chạy quảng cáo rất là rẻ, có 7.000 6.000 một tin nhắn, hay là tôi xả hàng thanh lý thì có 5.000 một tin nhắn thôi. Nhưng mà bây giờ tôi ra mẫu mới, bộ sưu tập mới, đấy, và giá nó đang còn còn giá còn đang cao thì giá thầu nó sẽ có thể cao lên. Cho nên ở đây chúng ta nhìn như này thì chúng ta cũng chưa đánh giá được điều gì. Chúng ta chỉ biết rằng là có chiến dịch đắt, có chiến dịch rẻ. Tất nhiên mục tiêu của chúng ta là ép giá thầu xuống thấp nhất có thể. Bởi vì như tôi đã nói là giá thầu thấp thì sẽ thể hiện rằng là
chúng ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng hơn. Và từ đó thì chúng ta chăm sóc khách hàng tốt, tư vấn tốt, trò chuyện tốt thì sẽ chuyển đổi được nhiều khách hàng hơn. Và tỷ lệ chuyển đổi cao thì chúng ta sẽ có lãi. Đấy, thì khi chúng ta bấm vào một cái chiến dịch, đấy, chúng ta nhìn thấy tại sao nó có giá thầu là 11.700. Bởi vì chúng ta chạy 3 triệu mốt, đúng không ạ? Thì chúng ta thu được 265 tin nhắn. Thì chúng ta lấy 3 triệu mốt này chia cho 265 thì sẽ ra cái số 11,7. Thế giả sử rằng nếu như chúng ta thu được lên đến 300 tin nhắn thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá thầu nó sẽ chỉ còn 10.000. Mà chúng ta thu được 500 tin nhắn, tôi lấy ví dụ như thế, đúng không ạ? Thì giá thầu của nó lại chỉ còn có khoảng độ 6.000. Đấy, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái số lượt tin nhắn mà chúng ta thu được. Đấy chính là CTR, tỷ lệ nhấp, đúng không? Thế thì bây giờ với cái số lượt tin nhắn như thế này thì mình lại phải chat, mình phải trò chuyện liên tục. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng là mỗi một ngày mình chạy được khoảng độ 10 triệu tiền quảng cáo. Thế mình có độ khoảng 7-800 tin nhắn khách hàng, 800 người quan tâm, thì số lượng khách hàng quá là nhiều. Thì mình trò chuyện, mình chăm sóc, mình chốt đơn thì tỷ lệ chốt là khoảng độ 20% đi, thì mình vẫn có đâu đó 150 đơn hàng hoặc là 200 đơn hàng, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và quan trọng là gì? Lợi nhuận của một đơn hàng là lớn hơn chi phí của một đơn hàng thì chúng ta sẽ làm ok thôi. Đấy. Thế thì đây là những cái số liệu mà mình có thể nhìn thấy. Đấy. Nhưng mà ngoài những cái số liệu này thì chúng ta cũng có thể xem mà phân tích kỹ hơn ở trong phần chiến dịch. Đấy. Khi mà chúng ta đi vào chiến dịch, chúng ta xem ở đây. Đấy. Ví dụ như là họ tiếp cận được bao nhiêu lượt đây. Đấy. Tiếp cận được bao nhiêu lượt, đúng không ạ? Số lượt hiển thị đây 24.000. Đấy, chi phí đây. Có thể chi phí ban đầu nó sẽ đắt, sau nó sẽ rẻ dần. Rồi mình chạy lâu rồi chi phí đang rẻ thì nó cũng lại sẽ tăng dần. Cho nên là cái chuyện đấy không quan trọng. Đấy, quan trọng là mình luôn luôn đo lường cái tỷ lệ chuyển đổi và giá thầu trên đơn hàng trong ngày. Đấy. Nếu như mà giá thầu mà qua cái ngưỡng là ví dụ 30.000 một tin thì mình phải dừng, bởi vì tỷ lệ chốt của mình chỉ rơi vào 20% thôi thì mình sẽ bị lỗ. Đấy là tôi nói thí dụ như vậy. Nên là mình cần phải tính đến cả tỷ lệ chốt nữa. Rồi mình cũng tính đến cả cái số lượng khách tái mua nữa. Nếu mà số lượng khách tái mua tốt thì mình có ngân sách để chạy. Đấy, thì trong này nó có rất nhiều các chỉ số. Đấy, mình có thể vào đây mình thiết lập các cái báo cáo tùy chỉnh. Có rất nhiều các chỉ số để chúng ta có thể làm. Thì chúng ta muốn lấy cái dữ liệu gì? Thì chúng ta có thể phân tích bằng bảng pivot này, hoặc là xu hướng này, hoặc là cột này. Đây, mình thêm cái gì thì mình chọn tích vào đây. Đấy. Giá thầu các thứ mình thêm hết vào đây thì có thể là sẽ cho chúng ta thêm những cái thông tin. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải xem insight khách hàng, xem insight của fanpage và xem profile của khách hàng để xem là mình đang chạy đến tệp đối tượng có đúng hay không. Đấy. Và nếu như mà mình chạy ngân sách lớn thì cái kiểu chạy cũng sẽ phải khác. Mà mình chạy ngân sách nhỏ thì kiểu chạy cũng phải khác. Chạy ngân sách lớn thì mình chạy tệp rộng, không nhắm chọn nhiều thì mình sẽ có được giá thầu có xu hướng rẻ hơn. Ok, như vậy mục tiêu của các bạn luôn luôn muốn là làm thế nào để giảm được giá thầu. Mục tiêu là như vậy, tôi hiểu. Vậy muốn giảm được giá thầu thì các bạn phải quay sang các bạn hình dung ra là các bạn phải tăng được tỷ lệ chuyển đổi, các bạn phải tăng được tỷ lệ nhấp, và đi giải quyết tăng được tỷ lệ nhấp thì nó lại nói về sản phẩm, nó lại nói về hình ảnh, video, nội dung, thông điệp, chương trình bán hàng đó, và đặc biệt là các cái chính sách để tạo phễu thu hút đấy, cộng với việc là chúng ta nhắm chọn target khách hàng vào các tệp khác nhau, tệp rộng, tệp hẹp ở từng khu vực, từng tỉnh thành, vân vân. Vậy các bạn muốn giá thầu của mình thấp thì các bạn phải có chiêu, phải có chương trình. Các bạn muốn giá thầu của mình ổn định thì các bạn phải chạy cái dạng sản phẩm ổn định và không phụ thuộc vào mùa vụ. Và các bạn muốn giá thầu của mình luôn luôn kiểm soát được tốt. Tất nhiên là trong trong cái điều kiện giới hạn thôi, chứ không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy. Thì mình lại chạy chuyển đổi chẳng hạn, mình đo chuyển đổi tốt hơn. Đấy là một vài cái gợi ý cho các bạn nói về cái chủ đề là đo lường đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của Facebook Ads 2023 mới nhất. Vâng, nếu như các bạn gặp vấn đề về chiến dịch quảng cáo, về chương trình bán hàng, về khả năng scale up
tăng cái doanh thu của mình thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.